sôi động và hào hứng. Khâu tổ chức thì mình thấy là chu toàn. Với trọng lượng cơ thể của mình thì là mình chỉ còn qua được vật chất trong 245 phút là được rồi. Bữa ăn thái ngon thì có thể sắp xếp mình theo độ tự do. Sớm như là Quy Nhơn á thì anh nghĩ là đúng như là phải nên chạy nhanh đầu để mà khi mà mình còn lại không nhiều, để mình còn lại cái đoạn đường không dài nữa thì mình cũng đổi mệt hơn. Quá nóng, đi dù cũng là nón che nắng rồi nhưng mà không che nổi cái nắng của Quy Nhơn ngày hôm nay. Hạnh phúc đây rồi, mấy năm trước là em kiểm tra sức khỏe cũng như cao cũng là máu và sau thấy sau 2 năm thì những chỉ số đó đã hết. Trong các giải thì bọn anh trước rồi là thi các thi là 21 và lần này anh quyết định tăng lên là 42 để thách sức của mình. Mọi người hãy tập sức khỏe hàng ngày đều đặn.